chúng ta đã được chào đón thí sinh Nguyễn Thị Kiều Tiên, số báo danh 969 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Trần Ngọc Trâm đến từ Hải Phòng. Thí sinh Lý Bảo Trân, số báo danh 111 đến từ Khánh Hòa. Thí sinh Nguyễn Thu Trang đến từ Ash, Cộng Hòa Séc. Thí sinh Tôn Diệp Nhật Trang, số danh 399 đến từ Fukuoka, Nhật Bản. Thí sinh Lê Thị Thanh Trúc đến từ Adelaide, Australia. Thí sinh Nguyễn Cẩm Tú, số báo danh 968 đến từ Texas, Hoa Kỳ. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Vân đến từ Lâm Đồng. Thí sinh Phạm Thúy Vi Victoria, số báo danh 808 đến từ California, Hoa Kỳ. Xin được giới thiệu thí sinh Hồ Thị Oanh Yến đến từ Bà Rịa, Vũng Tàu.